Books, sách dành cho doanh nhân. Khát vọng nâng tầm tri thức. Với tuyên ngôn được đề cập đến trong mục tiêu của cuốn sách này, bạn sẽ có thể tiếp cận các bài học với cảm nhận rằng một sự thay đổi toàn diện đang diễn ra trong chính tính cách của bạn. Bạn không thể đạt được thành công vang dội trong cuộc sống nếu không có sức mạnh, và bạn không bao giờ có đủ sức mạnh nếu không có đủ nhân cách để tạo sức ảnh hưởng đến người khác trong sự hợp tác làm việc dựa trên tinh thần hòa hợp. Cuốn sách này sẽ từng bước chỉ ra cho bạn cách thức để phát triển một nhân cách như vậy. Qua từng bài học, hy vọng bạn sẽ tiếp thu được lời tuyên ngôn sau đây từ 15 luật thành công. Thứ nhất, một mục tiêu xác định chủ chốt sẽ dạy cho bạn cách tiết kiệm phần công sức bị lãng phí mà phần lớn mọi người bỏ ra để cố gắng tìm kiếm trong cuộc đời sự nghiệp của họ. Bài học này sẽ cho bạn thấy cách thức để xử lý tình trạng vu vơ không mục đích, hướng trái tim và đôi tay của bạn tới một mục tiêu cụ thể, rõ ràng với công việc trong suốt cuộc đời bạn. Thứ hai, sự tự tin sẽ giúp bạn làm chủ được 6 nỗi sợ hãi cơ bản mà mọi người đều cảm thấy đáng sợ. Nỗi sợ nghèo khổ, sợ bệnh tật, sợ tuổi già, sợ bị phê phán, sợ mất tình yêu thương của ai đó, và sợ cái chết. Sự tự tin sẽ dạy cho bạn sự khác biệt giữa tự cao tự đại và sự tự tin thực sự. Sự tự tin thực sự được dựa trên nền tảng kiến thức chắc chắn và hữu dụng. Thứ ba, thói quen tiết kiệm sẽ dạy bạn cách phân bổ nguồn thu nhập của bạn một cách có hệ thống. Do vậy, một tỷ lệ phần trăm nhất định sẽ được tích lũy đều đặn, từ đó hình thành một trong những nguồn sức mạnh cá nhân lớn nhất được biết đến. Không ai có thể thành công trong cuộc sống mà không biết cách tiết kiệm tiền. Không có ngoại lệ cho quy tắc này, và không ai có thể thoát khỏi quy tắc này. Thứ tư, khởi xướng và lãnh đạo sẽ chỉ cho bạn cách trở thành một người lãnh đạo thay vì người chỉ đi theo trong lĩnh vực bạn lựa chọn để nỗ lực phấn đấu. Nó sẽ phát huy bản năng lãnh đạo tiềm tàng bên trong bạn, sẽ khiến bạn dần dần bị thu hút để đạt được giá trị cao nhất trong tất cả các nhiệm vụ mà bạn tham gia. Thứ năm, trí tưởng tượng sẽ kích thích trí tuệ của bạn, giúp cho bạn hình thành những ý tưởng mới và phát triển các kế hoạch mới, giúp bạn đạt được mục tiêu xác định chủ chốt của mình. Có thể nói, bài học này sẽ dạy bạn cách làm thế nào để xây dựng những ngôi nhà mới từ những phiến đá cũ. Nó sẽ chỉ cho bạn cách để sáng tạo ra những ý tưởng mới từ những khái niệm cũ đã có từ lâu đời, và làm thế nào để đưa những ý tưởng cũ vào cách sử dụng mới. Bản thân bài học này tương đồng với một cuốn sách rất thực tế về kỹ năng bán hàng, chắc chắn sẽ chứng minh một kho kiến thức vàng cho người thực sự có thái độ nghiêm túc và đúng đắn. Thứ sáu, sự nhiệt tình sẽ cho phép bạn hòa đồng với tất cả những người bạn tiếp xúc và dành mối quan tâm cho bạn cũng như những ý tưởng của bạn. Sự nhiệt huyết là nền tảng của một tính cách dễ chịu, và bạn phải có tính cách như vậy để tạo ra ảnh hưởng tích cực đến người khác khi họ hợp tác với bạn. Thứ bảy, sự tự chủ là bánh xe cân bằng để bạn kiểm soát sự nhiệt tình của mình và hướng nó đến nơi bạn muốn tới. Bài học này sẽ dạy bạn theo một cách thiết thực nhất để trở thành người làm chủ số phận của bạn, người thuyền trưởng của linh hồn bạn. Thứ tám, thói quen làm việc nhiều hơn mức lương mà bạn được trả là một trong những bài học quan trọng nhất của cuốn sách Luật Thành Công. Nó sẽ dạy cho bạn cách tận dụng quy luật tăng lợi nhuận. Điều này cuối cùng sẽ đảm bảo cho bạn tiền lãi vượt xa so với dịch vụ bạn cung cấp. Không ai có thể trở thành một nhà lãnh đạo thực thụ trong bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào mà không thực hành thói quen làm nhiều việc hơn và hiệu quả hơn so với những gì mà anh ta được trả. Thứ 9, tính cách dễ chịu là điểm tựa mà bạn phải đặt vào đòn bẩy của những nỗ lực phấn đấu của mình. Và khi đã đặt điểm tựa như vậy, bằng trí thông minh, tính cách dễ chịu sẽ cho phép bạn loại bỏ hàng núi chướng ngại vật. Chính bài học này đã tạo ra nhân viên kinh doanh ưu tú. Nó đã phát triển phẩm chất lãnh đạo một cách bất ngờ. Nó sẽ dạy bạn cách biến đổi tính cách của chính bản thân mình để bạn có thể thích nghi với bất kỳ môi trường nào hoặc với bất kỳ tính cách nào khác.
theo cách mà bạn có thể dễ dàng làm chủ. Thứ 10. Tư duy chính xác là một trong những nền tảng quan trọng của mọi thành công lâu dài. Bài học này dạy bạn cách tách các sự kiện khỏi thông tin. Nó cũng dạy bạn cách tổ chức các sự kiện đã biết thành hai lớp, quan trọng và không quan trọng. Nó dạy bạn làm thế nào để xác định đâu là yếu tố quan trọng. Nó cũng dạy cho bạn cách xây dựng các kế hoạch làm việc rõ ràng trong quá trình theo đuổi bất kỳ nghề nghiệp nào từ các sự kiện. 11. Sự tập trung dạy bạn cách tập trung sự chú ý của bạn vào một chủ đề tại một thời điểm cho đến khi bạn thực hiện các kế hoạch thực tế một cách thành thạo. Nó sẽ dạy cho bạn cách liên kết bản thân mình với người khác theo cách mà bạn có thể sử dụng toàn bộ kiến thức của họ để áp dụng trong các kế hoạch và mục đích của riêng bạn. Nó sẽ cung cấp cho bạn kiến thức hữu dụng thực tế từ những nguồn lực xung quanh bạn, chỉ cho bạn cách khai thác và sử dụng các nguồn lực này để phát huy niềm đam mê của riêng bạn. Nếu bạn phải nói xấu ai đó, thì đừng nói điều đó ra, mà hãy viết điều đó trên bãi cát, ngay cạnh mép nước. Napoleon Hill. 12. Sự hợp tác sẽ dạy cho bạn giá trị của việc làm việc nhóm trong tất cả những công việc mà bạn làm. Trong bài học này, bạn sẽ được dạy cách áp dụng quy luật trí tuệ ưu tú được mô tả trong phần giới thiệu và trong bài học thứ 2 của cuốn sách này. Bài học này sẽ chỉ cho bạn cách kết hợp những nỗ lực của bản thân mỗi cá nhân với những nỗ lực của người khác, theo cách giúp mọi sự xích mích, ghen tuông, xung đột, đố kỵ và tham lam đều sẽ bị loại bỏ. Bạn sẽ học cách vận dụng tất cả những gì người khác đã học về lĩnh vực công việc mà bạn tham gia. 13. Thành công từ chính những thất bại sẽ dạy bạn cách làm thế nào để bước ra khỏi tất cả những sai lầm cũng như thất bại đã xảy ra trong quá khứ và xảy đến trong tương lai của bạn. Điều này sẽ dạy cho bạn biết cách phân biệt giữa thất bại và thua cuộc tạm thời, một sự khác biệt rất lớn và rất quan trọng. Nó sẽ dạy bạn cách làm thế nào để đứng lên từ những thất bại của chính bản thân và từ những thất bại của người khác. 14. Lòng khoan dung sẽ dạy cho bạn cách tránh xa những hậu quả tai hại do định kiến chủng tộc và tôn giáo gây nên. Điều này có nghĩa là sự thua cuộc xảy ra đối với hàng triệu người vì họ tự cho phép mình vướng vào những cuộc tranh luận ngu ngốc về những chủ đề này, từ đó đầu độc trí tuệ của mình và đóng kín tất cả các cánh cửa vốn dành cho sự lý giải và tìm hiểu. Bài học này được ví như là chị em sinh đôi với bài học về tư duy chính xác, với lý do không ai có thể trở thành nhà tư tưởng đúng đắn mà thiếu đi thái độ khoan dung. Thiếu khoan dung sẽ đóng lại cuốn sách của kiến thức và viết ngay lên trang bìa của cuốn sách đó dòng chữ chấm hết. Tôi đã học được tất cả. Thiếu sự khoan dung sẽ biến những người bạn trở thành kẻ thù. Nó phá hủy mọi cơ hội và lấp đầy trí tuệ bằng sự hoài nghi, ngờ vực và định kiến. 15. Thực hành nguyên tắc vàng sẽ dạy cho bạn cách vận dụng quy luật hành vi phổ quát tuyệt vời này của con người, theo cách mà bạn có thể dễ dàng có được sự phối hợp hài hòa từ bất kỳ cá nhân hoặc nhóm cá nhân nào. Thiếu đi sự hiểu biết về quy luật nền tảng trong triết lý nguyên tắc vàng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của hàng triệu người, những người vẫn chìm trong sự đau khổ, nghèo đói và thiếu thốn trong suốt cuộc đời. Bài học này cũng như bất kỳ bài học nào khác của cuốn sách Luật Thành Công đều không liên quan đến tôn giáo dưới bất kỳ hình thức nào hay bất cứ giáo phái nào. Khi bạn đã thành thạo 15 quy luật này và biến chúng thành của riêng bạn, bạn có thể thực hiện trong khoảng thời gian từ 15 đến 30 tuần. Bạn đã hoàn toàn sẵn sàng phát triển sức mạnh cá nhân đủ để chắc chắn rằng bạn có thể đạt được mục tiêu xác định chủ chốt của mình. Mục đích của 15 quy luật này là để phát huy hoặc giúp bạn tổ chức tất cả kiến thức bạn có và tất cả những gì bạn đạt được trong tương lai. Vì vậy, bạn có thể biến kiến thức này thành nguồn sức mạnh. Bạn nên đọc cuốn sách Luật Thành Công cùng với một cuốn sổ tay ghi chú bên cạnh. Vì trong quá trình đọc, bạn sẽ nhận thấy rằng
các ý tưởng cũng như cách thức và phương tiện để vận dụng các quy luật này nhằm thúc đẩy niềm đam mê của riêng bạn sẽ bắt đầu lóe lên trong đầu bạn. Bạn cũng nên bắt đầu truyền đạt lại những quy luật này cho những người mà bạn quan tâm nhất. Vì có một sự thật mà hầu như ai cũng biết đến, đó là càng cố gắng để dạy một chủ đề, anh ta càng học được nhiều hơn về chủ đề đó. Một người đàn ông có một gia đình gồm các cậu con trai và các cô con gái trẻ có thể ấn định chắc chắn 15 luật thành công này trong tâm trí của chúng rằng những nguyên tắc này sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời của chúng. Người đàn ông đó cũng nên thuyết phục vợ của mình cùng học cuốn sách này với anh ấy, với những lý do sẽ trở nên rõ ràng trước khi bạn đọc xong phần giới thiệu này. Sức mạnh là một trong ba yếu tố cơ bản tạo nên nỗ lực của con người. Sức mạnh có hai loại. Loại thứ nhất là được phát triển thông qua sự phối hợp của các quy luật vật lý tự nhiên, và loại thứ hai được phát triển bằng cách tổ chức và phân loại kiến thức. Sức mạnh phát triển từ kiến thức được tổ chức có vai trò quan trọng hơn, bởi vì nó cung cấp cho con người một công cụ giúp họ có thể biến đổi, chuyển hướng và đến một mức độ nào đó là khai thác và sử dụng hình thức sức mạnh còn lại. Mục tiêu của cuốn sách này là đánh dấu lộ trình mà bạn đọc có thể bước đi một cách an toàn trong việc thu thập những yếu tố ngoài thực tế để bổ sung vào khối lượng kiến thức của mình. Có hai phương pháp tích lũy kiến thức chính, đó là thứ nhất, bằng cách nghiên cứu, phân loại và đồng hóa những kinh nghiệm do người khác tích lũy được. Thứ hai, thông qua quá trình thu thập, tổ chức và phân loại từ chính những kinh nghiệm của bản thân mỗi cá nhân, thường được gọi là trải nghiệm cá nhân. Bài học này chủ yếu đề cập đến các cách thức và phương tiện nghiên cứu thông qua việc thu thập và phân loại những trải nghiệm thực tế từ nơi khác. Sự tiến bộ được gọi là văn minh là thước đo của kiến thức mà loài người đã tích lũy được. Kiến thức này được biểu hiện dưới hai dạng về mặt tinh thần và vật chất.